Bắn cung, bộ môn giúp các idol nữ tỏa sáng. Chipu gây bão khi đạt thành tích ấn tượng, khoảnh khắc bắn cung đầy mạnh mẽ làm fan trung mê như điếu đổ. Mời đẹp! Mời đẹp! Triệu Lộ Tư từng nổi bần bật tại hội thao khi thể hiện khả năng bắn cung. Irene, Tu Du gây thương nhớ với mái tóc bay trong gió khi dương cung phóng tiễn. Khoảnh khắc các idol tham gia đại hội thể thao luôn rất đáng nhớ đối với fan. Tuy nhiên, một trong những bộ môn dễ giúp các mỹ nữ gây ấn tượng nhất lại là bắn cung. Chỉ với khoảnh khắc dương cung phóng tiễn, các idol nữ đã có thể khoe được cả nhan sắc xinh đẹp lẫn vóc dáng khỏe khoắn, mạnh mẽ khi thực hiện phần thi của mình. Gây chú ý nhất thời điểm hiện tại có lẽ là Chipu, nữ idol người Việt tham gia một chương trình thể thao tại Trung Quốc, vượt qua rất nhiều nghệ sĩ khác để đến được vòng chung kết của môn bắn cung. Còn nhớ khoảng 10 tháng trước, Chipu vẫn còn rất lóng ngóng khi tham gia bộ môn này, thậm chí còn chưa bắn được cái tên nào. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một năm, Chipu đã có tư thế bắn cung vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa, cô nàng còn dễ dàng khoe nhan sắc khi thực hiện phần thi, vóc dáng hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp. Dù tóc của Chipu không bay phấp phới như những màn bắn cung huyền thoại trong giới idol, song vẻ ngoài của cô vẫn làm netizen chung phải si mê. Với khả năng của mình, Chipu đã xuất sắc giành được huy chương bạc ở bộ môn này. Trước Chipu, Triệu Lộ Tư cũng là mỹ nữ xứ Trung gây thương nhớ với khoảnh khắc bắn cung. Được tập luyện từ lâu nên nữ diễn viên cũng khá quen thuộc với bộ môn này. Dáng đứng chuẩn, lực bắn mạnh, Triệu Lộ Tư mang về thành tích không tồi khi tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, ấn tượng nhất vẫn là vẻ ngoài mạnh mẽ, xinh đẹp của Triệu Lộ Tư khi bắn cung. Những khoảnh khắc này trở thành hình ảnh đáng nhớ của cô nàng. Tại showbiz Hàn, các cuộc thi thể thao dành cho idol vẫn thường xuyên được diễn ra. Bộ môn bắn cung dĩ nhiên góp mặt và Tu Du cùng Irene là những nữ idol có khoảnh khắc bắn cung đẹp ấn tượng nhất. Mái tóc bay phấp phới của Tu Du khi bắn cung đã làm dân tình phải lụi tim vì quá xinh đẹp. Còn Irene, cô nàng buộc gọn mái tóc, khoe vẻ khỏe khoắn, đầy tươi mới của mình khi tham gia phần thi. Tuy nhiên, thay vì bắn hồng tâm ghi điểm, nữ idol lại làm MC phải cười bò vì bắn vỡ camera, trở thành khoảnh khắc huyền thoại của Đại hội Thể thao năm 2018.